Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn đang có một em bình dáng rất là đẹp luôn. Một em bình dáng hút lọc của Satsuma men dạn, hàng rất là sâu tuổi rồi. Trên bình là có vẽ một đôi chim công nhé mọi người nhé. Đấy nhé, đây các bác, một đôi chim công, hàng men dạn, tình trạng bình lành tít nhé mọi người nhé. Đấy, đây, tình trạng bình lành tít luôn. Hàng khá là đẹp luôn, chiều cao cũng đẹp mọi người ạ. Đây ở chỗ này là có vẽ hoa này. Bên này là cũng vẽ hoa và có vẽ một đôi chim nữa. Hàng vẽ rất là đẹp, họa tiết vẽ tay. Để em đo kích thước chiều cao cho các bác cùng xem nhá. Chiều cao của chiếc bình này là 55 nhá mọi người nhá. Đấy, chiều cao là 55. Miệng bình là 13,5 nhé mọi người nhé. Đấy, miệng bình 13,5. Hàng men dạn rất là đẹp luôn. Đây em cho các bác xem chuyện này. Đấy, chuyện chữ thập nhé mọi người nhé. Tình trạng bình là lành tít nhé mọi người nhé. Những cái vết này là không phải là bị nứt đâu nhé mọi người. Đấy, các bác thấy chưa? Vẫn còn đanh đách luôn. Đấy, rất là đẹp. Đây miệng ở đây các bác. Đấy, miệng men dạn rất là đẹp luôn các bác. Hàng rất là ok luôn. Em cho các bác xem men này. Những chiếc này thì men nó xuống màu rất là đẹp luôn rồi các bác. Đấy, các bác nào mà ai mà ưng ý chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ bao ship, bao bể vỡ về tận nhà các bác nhé. Các bác chỉ việc dùng và thị phạm những cái vẻ đẹp của những chiếc bình về gốm sứ của Nhật Bản để xem giá trị về lịch sử và con người người Nhật nó qua thời gian và nó vẽ được những cái chiếc bình đẹp như thế này để về mình cùng sưu tầm. Thôi em Toàn xin phép là kết thúc video đây đây mọi người. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.